Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách trộn ba khía cho nó thấm, ngon mà thơm. Với các bạn, lúc trước thì mình muối xong, bây giờ mình trộn nè. Nguyên liệu để mình trộn ba khía thì gồm có trái hạnh nè, tỏi và ớt nha. Đây là đường, tùy theo mình ăn cay nhiều cay ít thì để ớt nhiều ít ha. Rồi bây giờ trái hạnh này mình sẽ đi vắt lấy nước, tỏi thì băm, ớt cũng băm luôn. Còn ba khía thì mình sẽ đi tách ra các bạn. Mình tách cái yếm này ra nè, với bẻ mấy cái ngoe đầu nhọn nhọn ra để cho nó rút vô nó thấm các bạn. Rồi cái phía trên này thì mình bỏ đi ha, rồi mình tách mấy cái yếm nó ra, rồi lật sạch sẽ, mình tét nó ra làm 2, làm 3, hoặc là tét từng ngoe các bạn. Ăn thua tùy mình thích ha. Nhớ là bẻ mấy cái nhọn nhọn, cái chân nhọn nhọn của nó đó, để cho nó thấm mau các bạn. Đó, làm sạch sẽ như đó. Rồi chỉ mình chỉ lấy cái mình thôi, với cái càng thôi, bỏ phía trên đi. Phía trên nó hồi xưa ta không có ăn thì người ta lấy, người ta trộn cơm vô đó ăn ngon. Nhưng mà bây giờ mình giờ không có ăn ba cái đó nữa, chỉ ăn cái thịt thôi. Rồi mình tách tới hết đi ha. Đó, tách lột cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp. Ba khí mình muối nhà ăn rất sạch sẽ luôn, bạc rất vệ sinh luôn, không có gùi bu, không có gì chân, ăn nó không có bị đau bụng các bạn. Rồi mình muối mình trộn bằng trái tắc cái nó thơm các bạn. Nhà mình có nít thì mình để ớt một trái nha, nhiều quá cay quá con mình ăn không có được. Sau khi là mình tách xong nè, mình cân lại thì 1 kg ba khía thì mình bỏ vào chai 300g đường. Cái này 2 kg nè các bạn, là mình đổ 600g đường vô. Nửa ký tắc là mình vắt ra nước nhiêu đó, 1 củ tỏi với ớt ha, nửa ký tắc. Mình làm vậy nó mới là thấm ngon các bạn. Rồi mình ướp trong vòng 3 ngày là mình ăn được rồi các bạn, nó thấm đều rồi. Ướp mơi ăn cũng được nhưng mà nó còn mặn các bạn. Để cho ngon thì khoảng 3 ngày trở lên mình hãy ăn. Sau khi 3 ngày thì chúng ta đem bỏ vô cái keo, chúng ta để vô tủ lạnh đó các bạn. Các bạn ăn quanh năm luôn không hư ha. Càng để lâu thì nó càng thấm ha. Rồi mình trộn ở đây đi, mình lấy nắp đậy lại, chờ cho nó tan đường ra, rồi mình mới là trộn đều lên nữa. Lâu lâu cái mình lại trộn nó ra nè các bạn, cho nó thấm đều quá. Rồi mình múc vô cái keo, rồi mình đậy nắp kỹ lại, nó không có bị gió vô và nó không có bị gùi bu các bạn. Tốt cho sức khỏe của mình. Nè, sau khi mình múc vô xong thì nước nó có bao nhiêu thôi, nhưng mà đường nó sẽ tan từ từ ra, nó sẽ nhiều lên đấy các bạn. Khi nào mình ăn thì mình múc ở dưới, rồi dạng trên mình trộn trộn nó xuống cho nó thấm đều hết các bạn. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi, rất là đơn giản, rất dễ làm, ăn rất là ngon luôn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.